Rồi, chào cả nhà. Sáng nay thì có hai cái loại camera mà mấy anh em kỹ thuật nano muốn hỗ trợ thêm cho các khách hàng là đại lý cũng như là khách hàng cuối mà tự mua là lắp. Dạ đúng rồi. Mà giá rất là tốt luôn nha các bạn ha. Thì trước mắt là cái bộ này thì mình đã nói sao, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái này trước, tại vì có nhiều khách hàng á là người ta hỏi là cái Hero A1 này á hiện nay là bán giá cũng có khoảng 500 mấy ngàn thôi phải không ta, hay là 400 mấy gì đó. Dạ. Giá rất là rẻ, mọi người tự mua và tự lắp được luôn trong vòng một nốt nhạc. Mà cái cách lắp tự lắp thì nó rất là dễ, thì ai cũng biết rồi. Thì sáng nay anh Đạt sẽ hướng dẫn lại cho chúng ta. Nhưng mà trước khi hướng dẫn lại thì anh Đạt cảnh sẽ nói về cái tính năng của cái camera này, nó có những cái tính năng gì ha. Cái camera Hero A1 này có rất có nhiều tính năng, như là ví dụ đàm thoại hai chiều ha. Có thể là phát hiện người chuyển động qua lại, và mình có thể phân vùng được những cái khu vực mình muốn phân vùng. Ví dụ mà cánh cửa của mình á, ví dụ cánh cửa của mình là mình muốn phân vùng là người ra vào á, để nhận diện cái khuôn mặt người đó, mình chỉ là đánh dấu vô, mình vô cài đặt mình setup cái vùng đó thôi là mình được phân vùng cái đó. Và thứ hai á là nó có thể là quay 360 độ, mình tự điều khiển qua lại như vậy nè, là mình tự theo ý thích của mình, ví dụ mình nguyên góc này góc kia thì mình tự điều khiển được. Còn cái tính năng rất hay của nó là tính năng là gọi là tính năng gọi là gì ta, là nó gọi là bảo mật riêng đó. Thí dụ mình đang hoạt động bình thường ha, mình vô mình gắn trong phòng á, mình muốn bảo mật á, mình sẽ tính năng mình bật tính năng nó lên là gọi là bảo mật của nó. Wow, hay á. Nhiều tính năng hay ghê. Còn nào nữa không ta, mình thấy nhiều lắm nha, cứ nói đi, đồ lát nữa mình sẽ nói sao. Cái này là tại vì mình còn nguyên cái niệm còn siêu à, còn siêu luôn không. Dạ. Rồi lát nữa là sao? Còn cái full HD ha, cái màu là full HD. Rồi tiếp tục. Giỡn thôi, bây giờ mình lấy này ra rồi. Đây em mở này ra đi, anh đọc giùm em cho. Dạ. Tức là catalog ở trong này nó có đầy đủ hết. Đây nha là. Rất là dễ sử dụng. Thì cái này thì để mình nói theo cái kiểu mà cái người tiêu dùng cho nó nhanh. Thứ nhất là cái camera này nó là 3 chấm và nó ghi là Hero. Hero là anh hùng ha, Hero bà A1 luôn, nhưng mà ghê chứ ha. Nó ghi là Indoor Pan-Tilt Wi-Fi camera, tức là camera này đầu tiên các bạn phải hiểu là để trong nhà, indoor nhá, indoor. Thứ hai là những cái tính năng cơ bản của nó đều có ở ngoài vỏ hộp. Ví dụ mình đọc trước mắt là Human Detection, tức là nó nhận diện con người. Cái này nè, nó rất là rẻ, giá camera này trên dưới 500 ngàn thôi, nhưng mà nó rất nhiều tính năng AI. Thứ nhất là cái mà detection human, nó là nhận diện con người. Thứ hai là auto tracking, là cái hình có người đang chạy nè, đang đi qua nè các bạn. Auto tracking tức là gì? Ví dụ như có một người đi qua mà họ đi tới đi lui á, là camera này tự động nó xoay theo. Đúng rồi. Rẻ nhưng mà nó rất là có võ, nó anh hùng mà, anh hùng là nó phải theo dõi. Ví dụ ai vô nhà mình cái là họ đi qua cái là nhìn theo, đi lại cái là nhìn theo luôn ha. Đó là auto tracking. Và privacy mode, tức là hồi nãy bạn Đạt nói đó, tức là cái mode của nó là cái mode cá nhân, đúng không? Privacy á, tức là riêng tư á, mode đó là mode riêng tư. Riêng tư là cái gì? Khi mà mình để trong phòng mà có người lớn, ví dụ như lúc đó người ta cần cái không gian riêng tư, hôn hít nhau hoặc là làm cái gì đó mình không biết, phải không? Thì bấm một cái là camera này, cái mod này đó là nó sẽ tự động nó cúp xuống như này. Đấy, đúng rồi, nó cúp xuống. Nó che mắt cam lại. Nó che, nó không nhìn, nó thấy cảnh xấu hổ quá, đang làm gì đó xấu hổ quá, nó không nhìn nữa. Nhưng mà mình cái này mình cũng nói riêng với các bạn là nếu mà ở trong phòng ngủ thì không nên để kiểu đó. Trừ khi là gì nè, mình để mình, trong phòng nó có em bé, mình đi làm bếp mình để cái camera này để giám sát em bé thì được. Còn trong phòng ngủ mà có những cái nhạy cảm, cho dù nó cúp xuống mà lâu lâu hacker nó làm cho bật lên cái là chết luôn á nha các bạn nha. Cái đó là mình nói luôn. Do đó là cái privacy mode này nó chỉ có một số cái tác dụng ở những cái nơi quan trọng thôi. Thứ hai là pan tilt 360 độ view thì anh Đạt anh đã nói rồi ha. Còn một cái nữa, cái ký hiệu này là two way talk, tức là nói chuyện hai chiều giao tiếp hai chiều. Là hai chiều. Cái này ví dụ như bạn để cái này ở trên bàn, rồi bạn đang ở Mỹ, bạn mua một cái này có 500 mấy ngàn thôi, bạn nói người nhà của bạn là để nhà để trên bàn ăn, đang ăn cơm vậy đó không, bạn ở Mỹ bạn gọi về, bạn nhìn camera bạn thấy gia đình của bạn, bạn nói chuyện với gia đình của bạn đang ăn uống gì đó, rồi nói chuyện rất là ngon lành luôn, nói trực tiếp luôn à. Nói trực tiếp luôn nha. Đó là một cái rất là hay. Và cái camera này mình mở ra mình thấy là nó có hai cái cổng,
Thứ nhất là cổng sạc không nói rồi, mới hai là cổng LAN luôn, tức là vừa có dây nhưng mà vừa wifi không dây luôn. Đúng rồi. Nó rất là hay cái chỗ đó ha. Rồi còn tính năng này nữa không? À, tức là hai definition là cái độ phân giải cao ha. Rồi ok, độ phân giải nó là 3 chấm. Rồi và cái cách lắp đặt của nó thì rất là đơn giản. Cài đặt thì không nói rồi, lắp đặt đó là bạn có thể dùng cái này để trên bàn hoặc là có một cái đế để gắn lên, để treo lên cũng được, đúng không? Dạ đúng rồi, có cái đế tròn mình gắn vô nó có khớp trong đó. Có cái khớp ở đây nha các bạn nha. Đây thì mở sẵn, mở ra luôn cho các bạn coi luôn. Đây là có cái sạc của nó này, rất là tiện nè, cắm cái dây sạc vô đây, cắm vô đây. Một bộ của nó là có này luôn ha, giá đây, nó rất là rẻ đi, cái sạc này không mình thấy bao nhiêu tiền rồi. Camera này đang bán lẻ là 500 mấy phải không bạn Đào? Camera này giá bán lẻ là bao nhiêu tại công ty Nano? 525 đúng không? Nếu các bạn đến công ty Nano được giảm giá đến 30%, tức là còn có 525 thôi. Và ở đây thì hướng dẫn các bạn đem về tự lắp đặt trong vòng một tối nhạc và cài dùm phần mềm dùm các bạn luôn, miễn phí luôn. Cứ đến 173 nơi Trang Long là ở đây sẽ làm dùm các bạn. Còn các bạn tự mua về làm thì các bạn coi cái hướng dẫn cái clip ngày hôm nay để mà anh em hướng dẫn các bạn làm từng bước một rất là nhanh. Cái này thì trước đây mình cũng có cái phim rồi. Có rất nhiều thước phim à. Rồi. Cứ lên trang web Nano là có hết. Đúng rồi, web Nano có. Đây dạ. Thì bây giờ các bạn cứ đơn giản là cắm cái này vô này. Cắm nguồn vào. Cắm cái nguồn vô đây. Dạ. Cắm cái dây sạc vô đây là xong. Đúng. Ha. Đây, ví dụ mình cắm thẳng luôn cho mọi người coi luôn cho nó rất là nhanh. Đây các bạn cứ để ha. Cắm lên nó sẽ có nguồn cho em coi vậy. Có nguồn... Đây đèn đỏ ha. Bạn để đây. Đèn đỏ nó hiện lên nè. Khi nào mà nó chuyển thành đèn xanh á, chớp chớp đèn xanh á là mình bắt đầu cài đặt của nó. Rồi, chờ anh một chút, anh quay cho nó zoom lại gần. Dạ. Chút. Thấy không, các bạn để ý đây. Cái đèn đỏ, đèn xanh nè. Thấy không, nó tự quay ngược lại. Cứ quay bên đó đi ha. Nó sẽ tự động nó quay ngược lại ha. Đó. Và cái đèn xanh bắt đầu nó chớp tắt là bắt đầu mình có thể cài đặt được. Đó, à, nó kêu là wifi được bật, wifi được bật. Nó tiếng Việt luôn á, rất là hay luôn. Nó và mình muốn cài cái cài đặt cái con camera Daho này á, mình phải dùng một cái app riêng của nó là app DMS. Các bạn sử dụng hệ hình Android á thì bạn vô là CH Play, hoặc là iPhone iOS á bạn vô Apple Store bạn tải là bấm vô thật là DMS. DMS nha. Dạ. Ok rồi. Đây ha, cái ứng dụng nó như thế này, mình đã tải rồi. Đây ha các bạn, cái giao diện nó như vậy, DMS. Ha. Mình sẽ bấm vào cho cái rộng ra chút để nhìn thấy hết nha, một cái kìm để quyền bấm vào. Và khi bấm vào mình chưa có giá, mình nó sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt, mình sẽ bấm đăng ký của nó. À, bấm đăng ký nha các bạn, bấm nha. Đăng ký, bạn nhớ đăng ký tài khoản, hoặc không đăng ký tài khoản cũng được, nhưng mà không đăng ký tài nhiều khi là mình đổi điện thoại rồi mình đăng nhập là nó sẽ mất tất cả đó. Mình phải đăng ký vào, ví dụ mình đổi điện thoại mình chỉ đăng nhập cái tài khoản đó vào một cái điện thoại khác thôi. Mình sẽ lấy con cam này ha. Và tiếp tục là khi mà mình tải xong hết trơn á, và đây mình sẽ để cái đèn xanh nó chớp như thế này, và mình cái giao diện của cái app như thế này, mình sẽ bấm vào dấu cộng bên đây ha các bạn, để ha, mình phải bấm vào dấu cộng bên đây, nó sẽ hiện lên là quét ha, thêm tìm kiếm miền LAN đồ này nọ rồi á, mình sẽ bấm vào quét trên đây, và ở trên cái đất, trên cái thân con này nè, dưới đế con cam này nè là nó có một cái mã của nó, mình sẽ dùng camera mình sẽ đưa vào mình quét ha. Đó quét xong, quét xong nó sẽ hiện lên thế này, nó sẽ hiện lên cái ID, cái end của nó và cái mật khẩu của con cam này ha, mình che lại tại vì phải bỏ mật ha. Đó, và mình sẽ bấm tiếp theo, và nó yêu cầu các bạn là sẽ bật Bluetooth, mình sẽ bật Bluetooth lên. Nha, mình sẽ bật Bluetooth lên rồi mình bấm tiếp tục. Rất là nhanh. Và nó yêu cầu các bạn là nhập cái mật khẩu wifi vô ha. Đó, mà cái con cam này nó chỉ hỗ trợ cái wifi băng tần là 2.4 hay các bạn bắt lưu ý nha, mình sẽ cài băng tần 5.0 không được, là phải 2.4 nha. Đó, và sẽ nhập mật khẩu vô, mình sẽ ghi nhớ mật khẩu lại, mình sẽ bấm tiếp theo đây và cắt xong ha. Đó, đã kết nối thành công, camera đã nói xong, và đây nó sẽ hiện phần trăm lên nè. Và các bạn lưu ý một điều ha, đây khi nào mà các bạn để nè, cái là cái mạng ha, bạn nhìn cái mắt con camera màu xanh này nè,
nó đứng lại là camera đã nhận thành công wifi. Còn nếu mà chớp là đang nhận, nó đang nhận. Rồi. Rồi nó chớp hoài là nó bị lỗi, nó không nhận. Camera cái mắt này nè, đứng hình nó sẽ là chắc chắn nó nhận. Rồi nó hiện lên nó nhận kìa đó. Đúng rồi. Rồi mình sẽ bấm hoàn thành ha. Và trước khi bấm hoàn thành mình sẽ chỉnh múi giờ lại. Nha. Rồi theo múi giờ Việt Nam Bangkok gì đó Hà Nội. Đúng rồi, mình nếu sẽ mà nó có tiếng Việt là nó có tiếng múi giờ Hà Nội luôn. Bạn bấm vô ha. Rồi. Mình sẽ không thay đổi gì hết ha, mình sẽ có lẽ sau đây mình sẽ đổi. Rồi. Ở kia nâng cấp mình cũng không nâng cấp luôn ha, tại vì những cái phần mềm của nó nâng cấp nhiều khi mình không cái điện thoại mình không nó không tương thích cái điện thoại. Điện thoại mình sẽ hủy nó. Nha, xử lý sau. À, những cái gì nó lại mình để xử lý sau hết. Chủ yếu là để lên hình rồi anh đó. Sẽ nói về cái vụ mà hình ảnh mờ hay rõ của camera. Rồi, mình sẽ cài vô nó như thế này. Các bạn đấy nè, hình nó rất mờ, nó không được rõ ha. Đó, tại vì bạn chưa cài đặt xong. Đó. Bạn hãy nhìn cái góc dưới đây nè, cái góc SD dưới đây nè, góc cái định phân giải nè. Đó. Đó, cái đó là cái rất quan trọng, em đưa gần cái này luôn đi, để ra ngoài luôn. Không, để nguyên cái đó luôn nhưng mà đưa cái điện thoại ra thôi. Đó, được không? Thấy chưa? Thấy chưa? Mình lúc mà mình mới cài xong cái độ phân giải của nó là SD nó mặc định nó là vậy. Thấy không? Là màn hình nó không được rõ, không được đẹp, nó hơi mờ mờ xíu. Mình chỉ cần bấm vô cái chữ SD bên đây nè, nó là chữ HD. Đó. Đấy, các bạn thấy không? Đây, sáng đây nè, để mình coi cho anh em thấy nè, đây nè, cái chỗ này nó lên chữ HD nè, hình nó sẽ rõ hơn. Đó là một chỗ thôi, còn nhiều cách nữa để cho cái camera mình được rõ là cái góc quay cũng rất quan trọng. Khi các bạn chụp ảnh bằng điện thoại, chụp ảnh bằng máy ảnh chuyên nghiệp thì tất cả đều có một cái quy tắc chung là phải có ánh sáng thuận thì hình ảnh nó chiếu vô mặt mình nó rõ nhất. Ví dụ như hiện nay các bạn thấy không, cái camera này cũng đang để hơi ngược sáng một chút xíu nè. Ánh sáng ở ngoài này nó chiếu vào camera, nó bị ánh sáng chiếu vào cái mắt kính thì nó sẽ không được rõ lắm, nhưng mà ở này cũng khá là rõ rồi nè. Đó, các bạn thấy là nó chiếu lên không, chiếu lên cái mặt ông này nè. Mình để cái góc này cho các bạn coi nha. Đây. Và cái này chúng ta có thể chỉnh lên xuống qua lại được bằng cái phần mềm này, trên app này á là nó pan tilt. Đúng không? Pan tilt nè, rồi mình bật qua pan tilt luôn đây đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Đây các bạn thấy không? Đây ví dụ như ngóc lên nè. Đó, nó ngóc lên trời luôn nè, thấy chưa? Bây giờ mình ngóc xuống nè. Đó, thấy mặt ông này chú Hiếu ngóc xuống chút xíu nữa. Đúng không? Đây, thấy mặt anh, cái anh đang quay phim rồi, các bạn thấy không? Nhưng mà các bạn để ý nè, các bạn nhìn cái màn hình này nha. Mình thử mình quay qua cái camera này, nó quay vô bên trong. Đó, nó quay vô bên ngoài nè. Các bạn thấy nó sẽ hơi mờ một chút xíu, tại vì sao? Nó đang bị ánh sáng chiếu vào ống kính của nó. Cái ngón tay mình là theo cái hướng ánh sáng chiếu nè, bị ngược sáng, nó bị ngược sáng con slide đúng không? Ngược bây sáng. Giờ mình sẽ bấm ngược lại, đó nó quay vô trong nè, các bạn thấy không? Thì các bạn thấy là hình ảnh nó rất là rõ, nó khác hẳn liền. Do đó khi mà mọi người gắn cái camera này á thì các bạn sẽ lưu ý giùm mình những cái nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là cái độ phân giải nó 3 chấm rất là cao. Trước đây có 720 là 1.2 thôi, bây giờ nó đã cao lắm rồi, nhưng mà giá nó thì là rẻ hơn, có 500 mấy ngàn. Chưa có thẻ nhớ, thẻ nhớ các bạn gắn là gắn ở phía dưới này nè. Dạ đây. Đây các bạn lưu ý nha, gắn thẻ nhớ đây, nhiều khi các bạn tìm không ra cái chỗ gắn thẻ nhớ đâu hết, cái dòm ở dưới là phía sau là không có nha. Thẻ nhớ nó sẽ gắn vô ngay chỗ này để cho nó gọn, các bạn lưu ý ha. Và đây, khi mà cái camera này á các bạn lắp trong nhà của mình, mà nếu các bạn cứ để ở trong nhà chỉ ra cửa để cho ai bước ra bước vô á, các bạn sẽ không thấy rõ mặt người. Tại vì sao? Họ bước vô cánh cửa, mà cánh cửa đó là ánh nắng mặt trời nó chiếu theo họ thì giống như họ đang bước từ cánh cửa thiên đàng đi xuống vậy đó, đúng không? Nó nhòe hết luôn. Do đó có những cách là mình sẽ để hơi bị để ngang một chút. Đúng rồi. Những người nào người ta đi ngang qua thì mới thấy được rõ cái mặt của họ, chứ không có để đục trực diện cánh cửa mà ánh sáng chiếu thẳng vô nha các bạn nha. Giống như mình đang đi ngoài đường mà xe nó chiếu đèn vô mặt mình á, mình lóa mắt đó, đúng không? Thì cái này cũng vậy thôi, con mắt nó cũng y như mắt mình thôi, nó cảm biến mà. Do đó các bạn lưu ý giùm mình là đừng có gắn camera này mà chỉa ra ngoài đường, mà nên chỉa ngang hoặc là chỉa vào, rồi sau đó ai đi ngang vào sẽ biết. Thứ hai là có một cách nữa có thể là giảm được chuyện đó, tức là thay vì mình để ngang với cái vuông góc cái ánh sáng thì mình có thể để trên trần. Để trên trần cao và nó chỉa xuống như thế này, và nó cũng hơi xéo xéo thế này thì đỡ hơn. Còn các bạn để ngay cái này mà chỉ ra ngoài đường thì các bạn thấy không, ánh sáng nó chiếu vào nó rất là lóa luôn. Đó là những cái mẹo để lắp camera sao cho nó đẹp. Ngoài ra thì còn nhiều cách khác nữa, trong này nó cũng có nhiều cách để chỉnh, thì các bạn có thể là vọc trong cái app của nó cũng có, chỉnh màu sắc rồi chỉnh hình ảnh lại cho nó ổn. Rồi nó sẽ có những cái trên app đó thì theo mình đó là nó có nhiều cái hay lắm. Ví dụ như em mở ra cái setting trong cái app á, để sẵn mình nói cho khách luôn để người ta biết cái cách mà sau này á là đây, à. Đây
Thì cái này mình nói sơ thôi, tại vì có thì mình sẽ quay cái màn hình lại. Ví dụ như là cài đặt tin nhắn, cài đặt âm thanh báo động, đúng không? Rồi chế độ riêng tư, mạng, chia sẻ, cập nhật, rồi thiết bị lưu trữ thêm. Thì trong cái thêm này nè, nó sẽ có cài đặt âm lượng phát ra từ đây. Mình cứ để maximum nếu mà chỗ mình hơi ồn, còn trong nhà mình nó yên tĩnh thì mình để vừa thôi, normal thôi. Đặc biệt con cam này là có thể lưu được cái tiếng của mình để phát ra luôn. Thì đó, nó là hay cái chỗ đó đó. Tức là khi mà có người vào hả? Hả? Lồi ra. Không sao. Lật hình ảnh là sao? Là khi mình để ngược xuống, mình bấm lật hình ảnh thì nó sẽ không có bị quay ngược mà nó vẫn là... Nếu mình để ngược kìa, mình lật lại. Nếu mình để ngược kìa, mình sẽ lật lại. Không sao, tại vì cái này thì có micro, còn cái này nó không có micro thì nó hơi ồn. Đang đục rồi. Rồi, cái này cũng có thể chia sẻ cho nhiều người già, người nhà của mình coi cùng một lúc được nha các bạn ha. Rồi. Thiết lập khung hình này kia, nói chung là cái này thì nó đều là tiếng Việt, giao diện tiếng Việt hết. Tự vào đó để tự coi, để tự xử lý luôn. Rất dễ chỉnh à. Cài đặt cảnh báo nè. Các bạn thấy không, cái camera này nó chỉ có 500 mấy ngàn, nhưng mà nó có cài đặt là phát hiện được nè, là người hoặc là chó mèo, động vật nha. Ví dụ như mình cài nó mà phát hiện con người thôi, chó mèo nó không phát hiện thì nó sẽ không bị báo động. Ví dụ như có chó chạy qua chạy lại, nó không có báo động giả. Khi nào có con người xuất hiện thì nó mới báo cảnh báo lên cho mình. Thấy không, rất là hay. Nó là AI của nó phát đúng hiện rồi đó. Rồi còn có là phát hiện AI nữa nè. Đó là nó sẽ chọn cái từng cái khuôn mặt luôn, đúng không? Ví dụ mình bật qua cái chế độ AI nè, on nè. Đây ha, bật qua AI rồi nha. Rồi, xong. Nó có hỏi mình là khu vực phát hiện nè. Đây là mình vẽ khu vực. Mình có thể là chọn toàn bộ luôn hoặc là chọn một cái khu vực nào đó thôi. Tại vì có nhiều trường hợp đó là các bạn biết sao không? Đây, ví dụ mình có thể chọn nè, chọn nhiều khu vực nè. Mình có thể là mở cái này ra theo cái này được nè, chọn xéo, chọn vuông, chọn này kia được, các bạn thấy không? Đó. Tại vì ví dụ như trong nhà mình muốn là người ta đi qua đi lại được, nhưng mà đừng có thó đồ trên bàn của mình, đúng không? Thì mình sẽ chọn cái khu vực của cái bàn của mình là khu vực cảnh báo. Để làm gì? Để cho quyền người ta đi qua đi lại bình thường, không sao hết, không cần ghi luôn. Nhưng mà thằng nào nó lại bán lại gần cái bàn của mình để tiền ở trên đó là nó sẽ ghi cái hình cái thằng đó lại và nó cảnh báo. Đó là cái này nó rất là rẻ nhưng mà nó rất nhiều tính năng hay nha, nó là hero đó. Đây nè, rất là hay. Rồi còn nhiều tính năng nữa, em thoát ra lại giùm anh cái coi. Các bạn thấy không, nó nhiều tính năng hay ghê luôn á, mà giá là rất rẻ nhưng mà nhiều người không biết á, thì là không biết cách khai thác nó, đúng không? Nó là một người bảo vệ không nghĩ của mình. Và cái người này bảo vệ này á, là bảo vệ sao? Bảo vệ là giám sát. Còn cái bảo vệ mà cảnh báo là khác nữa, đó là cái báo động chống trộm. Hai thằng đó nó phải đi chung với nhau. Chứ không phải thằng này là nó báo động cho các bạn nha. Nó chỉ báo động nhưng mà báo động qua mạng này, nhiều lúc nó chỉ là ghi hình lại rồi nó báo cáo lại cho mình sau thôi, nó tâu lại cho mình sau thôi. Còn cái thằng mà vừa có người lấy đồ của mình thì là báo động chống trộm, nó hú còi bật đèn á, là một cái báo động chống trộm riêng nữa. Hai thằng đó là hai thằng bảo vệ nó kết hợp lại với nhau thì mới ổn. Chứ dùng một thằng này thì đương nhiên là nó chỉ là chủ yếu là giám sát hình ảnh. Các bạn lưu ý cái chuyện đó để sau này mình đừng có ỷ lại là thằng này nó làm hai trong một, đúng không? Không có, chó là giữ nhà, mèo là bắt chuột. Hai thằng đó nó phải kết hợp với nhau chứ không phải bắt con chó nó vừa giữ nhà vừa bắt chuột thì đương nhiên nó cũng làm được, nhưng mà hiệu suất nó không có nha các bạn nha. Các bạn lưu ý cái đó giùm mình. Rồi xong. Ồ, có rất nhiều tính năng này đó nè. Theo dõi là toàn thời gian. Dạ. Hoặc là theo dõi theo kiểu mà motion detect như hồi nãy mình nói đó, là có chuyển động và đi vô đúng khu vực của mình thì nó mới báo và mới ghi, để nó tiết kiệm dung lượng của thẻ nhớ. Đó. Còn gì nữa không bạn Đạt? Bạn nói luôn cho bà con luôn. Còn đây là ha, hồi nãy mình nói cái chế độ riêng tư ha. Đây, bạn để ý ha, chế độ riêng tư. Đây, mình sẽ cần ví dụ chế độ riêng tư đây nè, bấm vô chế độ riêng tư. Mình sẽ bật chế độ riêng tư lên, bạn để ý đây. Rồi. Thì nó sẽ tự cúp mắt xuống. Mắt xuống à? Không có mắt xuống này đó, thấy đó. Chưa, nó cúp xuống. Thấy chưa? Nó tự cúp mắt xuống. Tức là không thấy gì hết, thấy tối thui luôn màn hình luôn. Rồi. Rồi. Màn hình trên điện thoại mình cũng sẽ để là chế độ riêng tư nè ha. Rồi, sau đó bật lên. Bật lên lại. Đó, nhưng mà đừng có lạm dụng chế độ này nha các bạn nha. Lạm dụng á, nhiều khi á, là mình quên cái mà là nó không có riêng tư được, hay là bị hacker.
tốt nhất là trong nhà lúc mà mình chuẩn bị làm gì đó lấy cái mền chùm đổ lại cho chắc. Bây giờ để mình nhấn mạnh là cái mà lúc mà khi mà các bạn để gọi là khi mà cài xong mà bạn nói hình ảnh nó không rõ thì các bạn không biết là cách xử lý nó sao á, các bạn nhớ nha, cái HD vào nè, mình sẽ bấm bự lên cho các bạn thấy không, cái HD là cái độ phân giải tuyệt đối của nó, và cái HD là cái độ phân giải mặc định mình lúc mà mới cài đó, mình chưa xong mình chưa ấy ra là cái độ phân giải nó rất là nó rất nhẹ hình à đó. Bật qua HD bật qua HD một cái là nó rõ chưa? Nó rõ lên lại à, thấy cái này mặt nó mụn đầy luôn phải không, nguy hiểm quá, thấy từng cái trâu luôn đó. Okay. Lưu ý điều này nha, các bạn lưu ý là có hai chỗ, thứ nhất SD HD, thứ hai là hướng sáng hướng sáng của cái camera để mình lắp cho nó rõ. Còn nếu mà cả hai cái đó không được thì gọi là Alibaba vừng ơi mở cửa ra, tức là 0902888961 hoặc là 0933664402 thì những cái số đó các bạn cứ liên lạc với công ty Nano thì anh em sẽ tận tình hướng dẫn từ xa luôn, giống như bây giờ mà mình mổ xẻ từ xa quá, như bây giờ chỉ cần bật Zalo bật phim lên thôi là anh em ở xa có thể hướng dẫn các bạn làm từng bước, là trong vòng có 2.5 nốt nhạc là các bạn đã cài đã thành công luôn. Nhất là cái camera mình mà bị hướng sáng sai hay này kia thì là các bác sĩ ở Nano sẽ nhìn và mà hiểu được đó là mình gắn sai chỗ nào để mà hướng dẫn các bạn gắn lại cho nó đúng chuẩn luôn, lắp phải đúng vị trí của nó, đúng rồi, cho nó rõ, chứ không phải là mình cứ nói là tôi gắn tôi chỉa là khỏi ngoài cửa để cho ăn trộm ai đi vô tôi biết, nhưng mà nó đi vô ngược sáng thì thấy cái mặt nó tối thui, đúng không, nhìn đó. Nhìn giật gì không được à, phải đúng góc của nó. À còn có cái nữa, các bạn muốn mà làm người đi vô mà rõ nữa thì có gì đâu, các bạn mua thêm cái BC800A của công ty Nano, các bạn gắn tự động đèn, đèn để có ai bước vô là đèn nó bật sáng lên nó chiếu vô mặt người đó, thì cái đó cũng một cách ha. Cái đó là những cái mình gửi cho vui thôi nhưng mà nó rất là hiệu quả nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái thiết bị khác, thiết bị này ổn rồi đúng không? Rồi có cái đồ chơi này mới nhập về nè, Nano đang phân phối cái này rất là hay nha. Rồi.